Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Toàn cảnh Thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay của chúng ta sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, có thể nói rằng quân xâm lược Nga đã trải qua một đêm Giáng sinh ấm cúng theo đúng nghĩa đen. Theo đó, ba tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở Tokmak, tỉnh Zaporizhia do Nga kiểm soát. Ông Ivan Fedorov, thị trưởng Melitopol tuyên bố trên Telegram rằng khi Thoát đang tổ chức đêm Giáng sinh vào 24 tháng 12, ba tiếng nổ lớn vang lên khắp thành phố. Người Nga một lần nữa báo cáo rằng tất cả hỏa tiễn đã bị phá hủy. Nhưng người Nga không nói rõ họ phá hủy các hỏa tiễn đó bằng thiết bị gì. Ông Fedorov nhấn mạnh, hiện chưa rõ các vụ nổ xảy ra ở Thoát có gây ra thương vong gì cho quân Nga hay dân thường hay không. Nga mất hai máy bay ném bom vào đêm Giáng sinh. Bên cạnh đó, các quan chức Ukraine tuyên bố lực lượng vũ trang của họ đã tiêu diệt hai máy bay ném bom chiến đấu của Nga vào đêm Giáng sinh. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong bản cập nhật ngày Giáng sinh rằng lực lượng phòng không của nước này đã tiêu diệt máy bay Su-34 và Su-30 của Nga. Theo thống kê của Bộ Tổng tham mưu ngày 25 tháng 12, 329 máy bay Nga đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022 chỉ huy lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Nikola Omichuk, tuyên bố các máy bay ném bom chiến đấu đã bị bắn hạ trên mặt trận Odessa và Mariupol ở phía nam và phía đông đất nước. Theo hướng Odessa, đã có công việc chiến đấu trên Su-30 của Nga ở Biển Đen, ông nói trong một bài đăng trên Telegram ngày 24 tháng 12. Chúng tôi đang nghiên cứu các tài liệu kiểm soát khách quan để biết chắc chắn liệu mục tiêu có bị bắn trúng hay không. Nhưng người ta đã xác nhận rằng hệ thống hỏa tiễn phòng không của chúng tôi đã bắn trúng máy bay ném bom Su-34 theo hướng Mariupol. Nó không quay trở lại sân bay. Chuyến bay vĩnh cửu, các anh em, Giáng sinh vui vẻ. Bộ Tổng tham mưu cho biết trong bản cập nhật ngày Giáng sinh rằng máy bay Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu của Nga. Trong bài đăng trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu cho biết trong ngày qua lực lượng hàng không của lực lượng phòng vệ đã tấn công 12 khu vực tập trung nhân sự vũ khí và trang thiết bị quân sự kho đạn dược và tổ hợp phòng không của đối phương nga ráo riết săn lùng vũ khí giúp ukraine bắn hạ 3 máy bay su-34 sau tổn thất nặng nề hồi đầu tuần lực lượng moscow đã phát động chiến dịch truy tìm loại vũ khí đã giúp ukraine tiêu diệt 3 máy bay tiên tiến nhất của nước này theo đó, các lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái để truy lùng hệ thống vũ khí Ukraine đã bắn hạ 3 máy bay tấn công siêu âm Su-34 của Nga hồi đầu tuần. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine Yuri Inak cho biết Điện Kremlin muốn tìm ra thiết bị đã hạ bệ các máy bay của họ. Bây giờ, đối phương đang sử dụng máy bay không người lái, cố gắng thu thập lượng thông tin tình báo tối đa ở các khu vực phía Nam, nơi máy bay chiến đấu của Nga bị bắn rơi. Ông Inats tuyên bố, Ukraine hôm thứ Sáu tuần trước tuyên bố đã bắn rơi 3 chiếc Su-34 của Nga, mặc dù hệ thống vũ khí được sử dụng để làm điều đó chưa được tiết lộ. Một số kênh Telegram chuyên thảo luận về các vấn đề quân sự đưa ra giả thiết rằng Ukraine khả năng đã sử dụng hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot của Mỹ để bắn hạ máy bay. Chuyển sang các diễn biến trên mặt trận giao tranh, trong ngày qua, quân chiếm đóng Nga đã tấn công theo 6 hướng ở phía đông và đông nam Ukraine, cố gắng đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi tả ngạn vùng Kherson, nhưng lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của kẻ thù. Theo hướng Kibiyansk, quân trú phòng Ukraine đã đẩy lùi 21 cuộc tấn công của đối phương gần Shinkovka, vùng Kharkov và Stelmakovka, vùng Lugansk, nơi quân Nga cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của quân Ukraine không thành công. Theo hướng Bắc Mút, binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi 5 đợt tấn công của địch gần các khu định cư Bogdanovka, Klitschepka và Andriivka ở vùng Donetsk. Theo hướng Andrivka, quân trú phòng tiếp tục kiềm chân kẻ thù. Binh lính Ukraine kiên định phòng thủ, gây tổn thất đáng kể cho quân xâm lược. Lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 14 cuộc tấn công của địch ở phía đông Novo Bakhmutovka, Stepnoy, Abdivka, cũng như 17 cuộc tấn công gần Bervomyskoye và Nevelskoye, vùng Donetsk. Theo hướng Marinsky, lực lượng phòng vệ tiếp tục cầm chân kẻ thù tại các khu vực Marinka và Novo Mikhailovka của vùng Donetsk. Quân trú phòng đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công. Trên hướng Shatarsky, quân trú phòng Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công của địch ở phía tây nam Staromayoska vùng Donetsk. Theo hướng Zaborozhi, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 3 đợt tấn công của địch gần Robotino và phía nam Yulia Poli vùng Zaborozhi. Theo hướng Kherson, những người phòng thủ tiếp tục các biện pháp mở rộng đầu cầu. Bất chấp tổn thất đáng kể, người Nga vẫn không từ bỏ nỗ lực đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí của họ. Như vậy, trong 24 giờ qua, Nga đã thực hiện 23 đợt xung kích không thành công, bị cự tuyệt và phải rút lui. Bộ Tổng tham mưu báo cáo, đồng thời lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tích cực gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho lực lượng chiếm đóng, khiến kẻ thù trên toàn chiến tuyến bị tiêu hao. Tổng cộng 66 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra ở mặt trận trong 24 giờ qua, Nga đã thực hiện hai vụ tấn công hỏa tiễn và 61 cuộc không kích bằng máy bay không người lái, thực hiện 45 cuộc tấn công từ hệ thống hỏa tiễn phóng loạt vào các vị trí của quân Ukraine và các khu vực đông dân cư. Đáp lại trong 24 giờ qua, các chiến binh của lực lượng phòng vệ đã thực hiện các cuộc tấn công vào 12 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, kho đạn dược và hệ thống hỏa tiễn phòng không của địch. Ngoài ra, lực lượng và phương tiện phòng không Ukraine đã tiêu diệt hai máy bay ném bom Su-34 và Su-30 của kẻ xâm lược. Đến với cập nhật tổn thất của quân xâm lược, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã tiêu diệt thêm 760 kẻ khủng bố Nga, như vậy là kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, Nga đã mất khoảng 353.950 đơn vị nhân lực. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine còn tiêu diệt hai máy bay và 37 hệ thống pháo binh của quân xâm lược. RBC Ukraine viết về điều này có tham khảo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, tổng thiệt hại của Nga tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 25 tháng 12 năm 2023 là khoảng

trực thăng 324 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến thuật 6.436 chiếc tăng 32, hỏa tiễn hành trình 1.616 chiếc tăng 2, tàu thuyền 22 chiếc, tàu ngầm 1 chiếc, thiết bị ô tô và xe bồn 11.075 chiếc tăng 53, thiết bị đặc biệt 1.234 chiếc tăng 5. Thưa quý vị, lực lượng Israel ập vào lục soát bệnh viện ở miền Bắc giải Gaza, phát hiện ô tô của con tin bị bắn nhầm và xe bán tải nghi Hamas từng dùng. Các binh sĩ thuộc đơn vị biệt kích hải quân Sayetet-13 và lữ đoàn dù số 511 gần đây đột kích vào bệnh viện Indonesia ở miền Bắc giải Gaza, tìm thấy loạt tài liệu liên quan đến các hoạt động của Hamas. Lực lượng phòng vệ Iran ngày 25 tháng 12 thông báo, các binh sĩ Israel phát hiện một xe bán tải chứa vũ khí tương tự loại Hamas sử dụng trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 cùng một ô tô thuộc sở hữu của gia đình Shama Talanka, một trong ba con tin thiệt mạng vì bị đơn vị IDF bắn nhầm hồi đầu tháng. Bên trong chiếc ô tô có các bộ phận súng chống tăng RPG và vết máu của một căn tin khác. IDF cho biết, việc tìm thấy chiếc xe liên kết trực tiếp bệnh viện với vụ tấn công ngày 7 tháng 10 Bệnh viện Indonesia và Hamas chưa bình luận về thông tin này. Cơ sở y tế ở miền Bắc giải Gaza đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 11. IDF cáo buộc Hamas sử dụng các cơ sở y tế tại giải Gaza, trong đó có bệnh viện Indonesia làm căn cứ. Tuy nhiên, Hamas nhiều lần phủ nhận thông tin này. Indonesia hồi tháng 11 bác bỏ cáo buộc bệnh viện do nước này tài trợ ở Baid Lahia nằm trên mạng lưới đường hầm của Hamas. Quân đội Israel gần đây phát hiện và phá hủy mạng lưới hầm ngầm khổng lồ của Hamas ở Jabalia với các nhánh đi dưới bệnh viện, đồng thời tìm thấy 5 thi thể của con tin gần đó. Theo IDF, mạng lưới đường hầm này gồm 2 tầng với thang máy dẫn xuống hội trường lớn và trung tâm chỉ huy ở độ sâu hàng chục mét. Các nhánh của hệ thống đường hầm kéo dài tới một trường học gần đó và bệnh viện Indonesia. Một nhánh khác dẫn tới nhà riêng của Ahmed Gadao, chỉ huy lữ đoàn Bắc Gaza của Hamas thiệt mạng trong một trận không kích của Iran vài tuần trước. Các binh sĩ Iran cũng tìm thấy vũ khí và cơ sở chế tạo vũ khí trong hệ thống đường hầm nói trên. Theo đánh giá của IDF, toàn bộ mạng lưới đường hầm trải rộng trên khu vực có diện tích khoảng 1 km vuông. Khoảng 1.140 người tại Iran thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Chiến dịch trả đũa của Iran nhằm vào giải Gaza khiến ít nhất 20.674 người tại khu vực thiệt mạng. Theo thống kê của cơ quan y tế địa phương. Thưa quý vị, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đặt ra ba điều kiện tiên quyết cho hòa bình trong một bài báo đăng tối nay trên tờ Wall Street Journal. Ông nói, họ phải tiêu diệt Hamas, phi quân sự hóa Gaza và vô hiệu hóa toàn bộ xã hội Palestine. Đáng chú ý, tác phẩm này không đề cập đến nhiều con tin vẫn đang bị bọn khủng bố bắt giữ ở Gaza và không coi việc họ trở về là điều kiện tiên quyết. Mỹ anh, Pháp, Đức và nhiều nước khác ủng hộ ý định tiêu diệt nhóm khủng bố của Iran để đạt được mục tiêu đó, khả năng quân sự của nước này phải bị dỡ bỏ và sự cai trị chính trị của nước này đối với Gaza phải chấm dứt, Thủ tướng viết. Thứ hai, Iran cũng phải bảo đảm rằng Gaza không bao giờ được sử dụng làm căn cứ để tấn công Iran nữa. Ông Netanyahu cho biết, trong số những điều khác, điều này sẽ yêu cầu thiết lập một khu vực an ninh tạm thời ở chu vi Gaza và một cơ chế kiểm tra ở biên giới giữa Gaza và Ai Cập nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh của Israel và ngăn chặn buôn lậu vũ khí vào lãnh thổ. Trước những gợi ý được báo cáo rằng chính quyền Palestine quản lý Gaza sau chiến tranh, ông nói rằng kỳ vọng rằng chính quyền Palestine sẽ phi quân sự hóa Gaza là một giấc mơ xa vời. Ông cáo buộc chính quyền Palestine hiện đang tài trợ và tôn vinh chủ nghĩa khủng bố ở Judea và Samaria, đồng thời giáo dục trẻ em Palestine tìm cách tiêu diệt Israel. Thứ ba, ông nói, trường học phải dạy trẻ em quý trọng sự sống hơn là cái chết và các giáo sĩ phải ngừng rao giảng về tội giết người do thái. Ông viết, xã hội dân sự Palestine cần phải được chuyển đổi để người dân ủng hộ việc chống khủng bố hơn là tài trợ cho nó. Điều đó có thể sẽ đòi hỏi sự lãnh đạo dũng cảm và có đạo đức. Ông Netanyahu nói, tấn công Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, người thậm chí không thể tự mình lên án hành động tàn bạo ngày 7 tháng 10. Netanyahu chỉ ra quá trình phi cực đoan hóa thành công diễn ra ở Đức và Nhật Bản sau chiến thắng của quân đồng minh trong Thế chiến thứ hai và nói rằng ngày nay cả hai quốc gia đều là đồng minh lớn của Mỹ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở châu Âu và châu Á. Ông cũng nói rằng sau vụ 11 tháng 9, các nhà lãnh đạo Ả Rập có tầm nhìn xa ở vùng Vịnh đã dẫn đầu những nỗ lực nhằm phi cực đoan hóa xã hội và biến đổi đất nước của họ. Ông kết luận, một khi Hamas bị tiêu diệt, Gaza được phi quân sự hóa và xã hội Palestine bắt đầu quá trình phi cực đoan hóa, Gaza có thể được xây dựng lại và triển vọng về một nền hòa bình rộng lớn hơn ở Trung Đông sẽ trở thành hiện thực. Tai ương trong ngày Giáng sinh vừa qua của Nga không chỉ có vậy, thưa quý vị. Báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã mất 33 hệ thống pháo binh, 31 xe APV và 19 xe tăng từ đêm Giáng sinh đến ngày Giáng sinh. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Kyiv tuyên bố Nga đã mất tổng cộng 5.877 xe tăng, 8.347 hệ thống pháo và 10.919 xe bọc thép. Cũng trong báo cáo ngày 25 tháng 12 của mình, lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho biết Nga có 760 binh sĩ thương vong, hai máy bay và hai hệ thống tác chiến phòng không bị loại bỏ. Kyiv tuyên bố Nga đã phải chịu 353.950 binh sĩ thương vong, 329 máy bay và 613 hệ thống tác chiến phòng không kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Cơ quan điều tra Mediazona và BBC News của Nga cho biết 39.424 binh sĩ Nga đã thiệt mạng tính đến ngày 15 tháng 12, mặc dù số người chết có thể còn cao hơn đáng kể. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tiếp tục thể hiện mình là một nhà lãnh đạo duyên dáng, quan tâm đến hạnh phúc của quân nhân khi chiến tranh tiếp tục diễn ra. Nhà báo Điện Kremlin Pavel Zarubin đã công bố đoạn phim ngày 24 tháng 12 về buổi lễ ngày 19 tháng 12 tại Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, nơi ông Putin nói chuyện với các quân nhân Nga. Những người nói rằng họ muốn gặp người thân, nhưng chỉ huy của họ phải cho họ rời đi. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho biết trong báo cáo ngày 24 tháng 12, Putin trả lời, hãy để họ nghỉ ngơi, người chỉ huy đã quyết định rồi, đó là tôi isw cho biết việc putin cho phép nhân viên nghỉ phép có vẻ tự phát là một nỗ lực nhằm thể hiện mình là một nhà lãnh đạo tham gia thời chiến đáp ứng yêu cầu của quân đội và khen thưởng những người trung thành với ông tuy nhiên một đoạn video được cho là của một người lính nga đã cho thấy có căng thẳng giữa quân đội nước này và các nhà lãnh đạo người lính người tuyên bố được quay phim gần marinka ngay phía tây nam thành phố phía đông donetsk trong video người lính đã dùng lời lẽ để tấn công putin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và đặt câu hỏi phần còn lại của quân đội quốc gia đang ở đâu. Hãy nhìn những thứ chết tiệt này khi chúng tôi chiến đấu ở đây, khi chúng tôi đang mục nát trong chiến hào. Họ đeo vòng cổ trị giá 23 triệu rúp. Họ khoe khoang về điều đó. Con số này tương đương khoảng 250.000 Mỹ Kim. Đồng chí Putin, đồng chí, chết tiệt, điều này có nghĩa là gì? Có phải chúng tôi đang ngồi trong chiến hào vì những thứ chết tiệt này không? Tại sao ông không cho chúng tôi biết khi nào thì thời hạn nghĩa vụ quân sự của chúng tôi kết thúc? Đến với một diễn biến khác, Oleksandr Stupul, người phát ngôn của nhóm quân tác chiến và chiến lược Tavria, bác bỏ tuyên bố của Nga rằng quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thị trấn Marinka ở Donetsk. Cuộc chiến vì Marinka vẫn tiếp tục. Quân nhân của chúng tôi hiện vẫn ở trong biên giới hành chính của Marinka" thành phố đã bị sang bằng, nhưng nói rằng họ đã giành quyền kiểm soát Madinka là sai sự thật. Ông Stupul nói, trước đó ngày 25 tháng 12, trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn Madinka, một thị trấn trọng điểm ở Donetsk. Bộ trưởng Shoigu nói rằng việc giành được Madinka sẽ giúp bảo vệ Donetsk hiệu quả hơn trước hỏa lực pháo binh của Ukraine. Marinka là thành trì lớn của Ukraine trong nhiều năm, nơi quân đội Ukraine tiến hành các cuộc pháo kích nhằm vào thành phố Donetsk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, sư đoàn 150 đóng vai trò nổi bật trong việc kiểm soát Marinka. Việc này làm giảm khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine và mang lại cho chúng tôi thêm cơ hội để thực hiện các hành động tiếp theo. Ông Shoigu nói, Tổng thống Nga bày tỏ tin tưởng rằng việc kiểm soát Marinka sẽ giúp lực lượng Nga đẩy lùi quân đội Ukraine ra xa hơn Donetsk. Hãy gửi lời cảm ơn của tôi tới tất cả quân nhân đã dốc sức để giành quyền kiểm soát Marinka, ông Putin nói. Thưa quý vị, nhân dịp giáng sinh, diễn biến chiến trường Ukraine cũng đã thêm phần nóng bỏng sau khi có tin tiêm kích F16 đã có mặt ở Kyiv sẵn sàng tham gia chiến đấu. Các nguồn tin cho biết, 12 tiêm kích đa năng hạng nhẹ F-16AM đầu tiên và hai chiếc F-16BM phiên bản huấn luyện chiến đấu đã được bàn giao cho các đơn vị không quân của lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Giới phân tích cho rằng, các máy bay này được đặt trong các nhà chứa ngụy trang kỹ càng ở phía tây Ukraine và có thể sử dụng mạng lưới đường cao tốc liên vùng rộng lớn để che giấu vị trí cố định của chúng khỏi sự trinh sát quan điện tử của vệ tinh. Chuyên gia quân sự nổi tiếng người Nga Mikhail Zvinchuk đã cung cấp thông tin này trên kênh Telegram của mình, tuy nhiên chưa có bằng chứng đáng tin cậy nào được đưa ra. Theo ông Zvinchuk, các máy bay chiến đấu F-16 nói trên đã bay qua lãnh thổ Ukraine, mặc dù vậy cho đến nay chúng mới chỉ được ghi nhận ở khu vực phía Tây của đất nước. Đặc điểm đặc biệt nguy hiểm của F-16AM Block 20 MLU là khả năng sử dụng hỏa tiễn không đối không AIM-120C7 với tầm bắn hiệu quả 105-115km và hỏa tiễn AIM-120D tầm xa 150-160km trong chế độ dẫn đường tới thiết bị gây nhiễu HOJ. Điều này cho phép chúng chiến đấu mà không cần sử dụng radar mảng và quét điện tử chủ động AESA hiện đại, mà chỉ cần dựa vào khả năng của hệ thống radar hàng không AN-APG-66V, hai tiêu chuẩn Yếu tố nữa khiến F-16 đáng sợ là chúng sử dụng được các vũ khí tấn công mặt đất chuẩn NATO như hỏa tiễn chống radar AGM-88 Harm hay bom lượng AGM-154 JSOW tốt hơn nhiều khi tích hợp trên chiến đấu cơ chuẩn Liên Xô như MiG-29 và Su-27. Bên cạnh đó, theo sau F-16, nhiều khả năng Ukraine sẽ nhận tiêm kích jas 39 Gripen từ Thụy Điển hay Mirage 2000 do Pháp sản xuất khi việc đào tạo phi công đã hoàn thành. Trong lúc này, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề nói trên. Trong một diễn biến liên quan, ít nhất 70 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn al Magazi ở miền trung giải Gaza hôm Chủ nhật. CNN cho biết điều này có tham khảo Bộ Y tế giải Gaza do Hamas lãnh đạo. Video do Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine công bố cho thấy một số người bị thương trong trại được đưa lên xe cứu thương người phát ngôn của bộ Asraf al đã viết trong một bức điện tín trên tài khoản của bộ rằng những gì đang xảy ra ở trại Magazi là một vụ thảm sát đang diễn ra tại một quảng trường đông đúc nơi người dân sinh sống. Đáp lại yêu cầu của các nhà báo, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đã nhận được báo cáo về vụ việc trong trại và hiện đang xác minh bất chấp những thách thức do những kẻ thù khủng bố hamas hoạt động trong các khu vực dân cư của gaza đặt ra idf tuân thủ luật pháp quốc tế bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp có thể để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường tất cả những điều này diễn ra trong bối cảnh idf cho biết hamas đang che giấu cơ sở hạ tầng khủng bố trong các tổ chức dân sự trong và xung quanh giải gaza bao gồm các trại tị nạn và bệnh viện bất chấp những lời chỉ trích quốc tế từ một số đồng minh trung thành nhất của israel về số thương vong dân sự ngày càng tăng ở giải gaza israel vẫn không thay đổi đường lối quân sự của mình đối với hamas lực lượng phòng vệ israel hôm thứ năm thông báo rằng họ đã phá hủy một mạng lưới đường hầm rộng lớn của hamas ẩn bên dưới quảng trường palestine ở thành phố gaza Đến với một diễn biến cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn, đặc biệt là Nga và Mỹ trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát vùng cực. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa tin, Mỹ đã tăng vùng kiểm soát ở Bắc Cực bằng cách mở rộng thêm lục địa, phần mở rộng lãnh thổ đất liền dưới nước của nước này. Diện tích của các khu vực sắp nhập là khoảng 1 triệu km vuông, gấp đôi diện tích của California. Chúng có tầm quan trọng chiến lược và được tìm thấy chủ yếu ở Bắc Cực và biển Bering những vùng lãnh thổ này cũng được nga canada và đan mạch tuyên bố chủ quyền các ranh giới tìm lục địa khác theo một bản đồ mới do bộ ngoại giao công bố là ở đại tây dương thái bình dương và vịnh mexico như bộ đã lưu ý khu vực này chứa nhiều tài nguyên ví dụ như san hô cua và môi trường sống quan trọng cho các sinh vật biển Đồng thời, hơn một nửa thêm lục địa mở rộng 520,4 nghìn km vuông kéo dài về phía bắc Alaska hướng tới bắc băng dương, bao gồm các lãnh thổ trồng lớn với các yêu sách của Canada. 176,3 nghìn km vuông khác nằm ở biển Bering giữa Alaska và Nga, nhưng nằm ở phía Mỹ của biên giới trên biển giữa các nước. Theo Bloomberg, Bằng cách mở rộng thêm, Mỹ muốn tiếp cận các khoáng sản cần thiết cho các dự án năng lượng tái tạo và sản xuất pin xe điện, cũng như các mỏ dầu khí. Đồng thời, trong một bình luận, Bộ Ngoại giao tuyên bố rằng quy định này ảnh hưởng đến địa lý chứ không ảnh hưởng đến tài nguyên. Theo James Kraska, giáo sư tại Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ, thêm lục địa Hoa Kỳ chứa 50 khoáng sản cứng, bao gồm lithium và tellurium, cũng như 16 nguyên tố đất hiếm. Ngoài ra, cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ ước tính có khoảng 90 tỷ thùng dầu chưa được khám phá và 43.000 tỷ mét khối khí đốt ở vòng Bắc Cực. Tuy nhiên, những số liệu này mới chỉ là kết quả thăm dò đất đai tiềm năng của thềm lục địa vẫn chưa được khám phá. Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hội đồng Liên bang về các vấn đề quốc tế Vladimir Zahabarov cho biết, Nga cũng có quyền đối với khu vực này và sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình trong vấn đề sở hữu lãnh thổ. Thưa quý vị, khi nhìn vào bức tranh viện trợ giảm sút cho Ukraine những ngày này, ta có thể thấy rằng phương Tây đang đùa giỡn với ý tưởng để Vladimir Putin có được Ukraine. Viện Kinh tế Thế giới kêu tính toán, viện trợ mới cam kết của phương Tây dành cho nước này đã giảm gần 90% so với một năm trước đó, ngay cả trước khi Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu không phê duyệt thêm nguồn vốn trong tháng này. Các cử tri Mỹ được ủng hộ bởi phe cực hữu thân Putin đang cảm thấy nhàm chán với cuộc chiến ở Ukraine phương Tây sau 18 tháng gián đoạn đang tiếp tục xoa dịu hành động gây hứng của Putin sau 15 năm. Nếu Nga thắng là một kịch bản ngày càng hợp lý. Sau đây là những viễn cảnh khủng khiếp có thể xảy ra nếu phương Tây thực sự để Nga thắng cuộc chiến ở Ukraine. 1. Nga thực thi công lý khủng khiếp của người chiến thắng đối với người Ukraine. Đây không phải là suy đoán, đó chính xác là những gì người Nga đã làm ở Ukraine. Hành quyết hàng loạt, thiến, hãm hiếp, trà tấn và bắt cóc trẻ em. Danh sách các nhân vật công chúng Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga sẽ bị xóa bỏ. Các cuộc tấn công du kích của quân du kích Ukraine sẽ gây ra nhiều sự trả thù hơn của Nga. Hàng triệu người Ukraine nữa sẽ chạy trốn về phía Tây. Lần này là vĩnh viễn. Hãy nhớ rằng sự xuất hiện của 1,3 triệu người tị nạn vào năm 2015 đã thúc đẩy phe cực hữu ở châu Âu. 2 một nhà nước tự do có thể tồn tại ở miền Tây Ukraine. Cựu nhà ngoại giao Anh Peter Rickett viết, nó thậm chí có thể gia nhập EU. Putin dường như không bận tâm lắm về khu vực này, nhưng họ có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Nga, bất kể hiệp ước nào đã được ký kết. Nga cũng liên tục vi phạm các thỏa thuận Minsk sau năm 2014. Một cuộc tiến công liên tục của Nga sẽ chiếm lãnh thổ khi có thể. 3. Putin sẽ kiểm soát gần một phần tư lượng lúa mì xuất khẩu của thế giới. Ông ta đã nâng cấp từ khí đốt làm vũ khí lên thực phẩm làm vũ khí. 4. thành công của Putin sẽ khuyến khích các nước muốn xâm lược nước láng giềng: Trung Quốc, Venezuela, Iraq, Azerbaijan và thực tế là cả Nga. Dada Mashykov của tổ chức Carnegie Viện Hòa bình Quốc tế cho biết, mỗi khi người Nga nghĩ rằng họ đã chiến thắng trong một cuộc xung đột dưới thời Putin. Georgia năm 2008, Ukraine năm 2014, Syria năm 2015, họ lại học được điều gì đó về sự do dự của thế giới dân chủ. Họ trở nên quá tự tin vào khả năng của mình, do đó trong một vài năm nữa, họ sẽ thử những hoạt động lớn hơn và táo bạo hơn. Khả năng thành lập một đội quân Ukraine lưu vong tiến hành các cuộc xuất kích từ các nước châu Âu sẽ càng khuyến khích các cuộc tấn công của Nga vào những nơi đó. Putin đã xây dựng một nền kinh tế chiến tranh, quân đội của ông đã cập nhật các phương pháp của mình hàng thập niên trong vòng chưa đầy 2 năm, dân số của ông đã cho thấy họ sẽ chịu đựng được ngay cả một cuộc chiến tranh lớn. Tại sao không tiếp tục tấn công các nước láng giềng? Người cổ vũ cho Putin, Viktor Orbán, nên nhận ra rằng Hungary giáp với Ukraine Năm, NATO bị mất uy tín sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất. NATO và EU có thể là những liên minh đa quốc gia mạnh nhất còn sót lại trong một thế giới dân tộc chủ nghĩa. Putin tìm cách chứng minh họ sẽ không đứng vững. Nếu ông ta tấn công vùng Baltic, NATO có thể sẽ gửi quân tới. Nhưng trong bao lâu? Một khi vài trăm binh sĩ phương Tây chết trở về, các đảng cực hữu sẽ yêu cầu hòa bình, nghĩa là các hiệp ước hòa bình không thể thực thi được với Putin. Các nước phương Tây có thể rút lui, nói rằng họ đã đáp ứng nghĩa vụ theo điều 5 của hiệp ước NATO để đấu tranh cho một đồng minh, không ai muốn leo thang thành chiến tranh hạt nhân. Điều năm không phải là bất khả xâm phạm, các thỏa thuận quốc tế khác từ công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc đến các quy định của EU về thâm hụt ngân sách thường xuyên bị vi phạm mà không bị trừng phạt. Quân đội Nga ở Ukraine, Hamas và quân đội Israel ở Gaza gần đây đều vi phạm luật pháp quốc tế trước camera. Trong mọi trường hợp, hai trụ cột của cái gọi là cộng đồng quốc tế, chính phủ Anh và chính quyền Trump tương lai dường như đã được thực hiện bằng các hiệp ước quốc tế. Donald Trump đã nói, theo cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, tôi không quan tâm đến NATO và với tư cách là tổng thống, ông thường đe dọa rời bỏ tổ chức này. Người Mỹ và Tây Âu cảm thấy miễn nhiễm, Putin sẽ không đến vì họ không có gì ngạc nhiên khi một số quan chức Đông Âu đã bắt đầu cân nhắc việc tấn công Nga trước thay vì chỉ ngồi chờ Nga tấn công họ. Một kịch bản dễ xảy ra hơn. Nhiều nước châu Âu chi nhiều tiền cho quốc phòng, tái áp dụng chế độ tổng quân và đầu tư vào vũ khí hạt nhân, đồng thời để Putin bắt nạt họ. Từ bỏ Ukraine sẽ là một lựa chọn, nhưng cũng có một sự thay thế. Nga có nền kinh tế công nghệ thấp, châu Âu có thể giúp Ukraine chống lại Putin, ngay cả khi nếu Trump rút lui châu Âu sẽ phải nhanh chóng xây dựng ngành công nghiệp vũ khí của mình, nhưng nỗ lực cần có của họ sẽ rất nhỏ so với nỗ lực của Nga. Theo Viện Kiel, luật địa già cũng cần thay thế viện trợ của Mỹ cho Ukraine, 71,4 tỷ euro, khoảng 116 tỷ Mỹ Kim trong 21 tháng đầu của cuộc chiến, hay 40,8 tỷ euro tính theo năm. Đó là 70 euro một năm cho mỗi công dân châu Âu của NATO. Họ có thể dễ dàng huy động được nguồn lực này nếu muốn đến với một diễn biến bản thân, thân ai nấy lo của Iran và Nga. Iran cuối tuần qua đã triệu quan chức ngoại giao Nga sau khi Moscow ký tuyên bố chung với các nước Ả Rập kêu gọi đàm phán về ba hòn đảo tranh chấp giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Theo đài Al Jazeera, Iran đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ khi Nga ủng hộ UAE đàm phán với Iran về ba hòn đảo tranh chấp Ritterton, Lesiton và Abu Musa. Ba hòn đảo này nằm gần eo biển Hormuz, nơi 1 phần 5 sản lượng dầu thế giới được vận chuyển qua. Iran kiểm soát ba hòn đảo từ năm 1971 sau khi Anh rút quân khỏi UAE, nhưng UAE cũng tuyên bố chủ quyền với ba hòn đảo. Tại Bộ Ngoại giao, quan chức Nga được thông báo rằng tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia là nguyên lý cơ bản trong quan hệ giữa hai nước bất kỳ. Iran coi mọi tuyên bố từ các bên về vấn đề này là điều không thể chấp nhận. Ba hòn đảo vĩnh viễn thuộc về Iran. Bộ Ngoại giao Iran cho biết, theo hãng thông tấn IRNA, theo đài Al Jazeera, Nga ký tuyên bố chung với các nước Ả Rập tại diễn đàn hợp tác Nga-Ả Rập diễn ra ở Morocco nhằm ủng hộ giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương hoặc tòa án công lý quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani nói với Ngoại trưởng Hossein Amira Dolahian đã nêu vấn đề với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ông Lavrov nói với ông Amira Jolahian rằng Nga luôn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran. Đây là chính sách nhất quán của Nga và điều này không thể bị nghi ngờ. Ông Lavrov nói, theo Bộ Ngoại giao Iran, một số nghị sĩ Iran bày tỏ quan điểm cứng rắn cho rằng vấn đề chủ quyền ba hòn đảo là không thể đàm phán. Nga nên cẩn thận, đề phòng phương Tây tận dụng sơ hở. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf nói, Ông Galibov nói thêm rằng Iran vẫn đang nỗ lực phát triển, xây dựng cộng đồng người sinh sống trên ba hòn đảo chứ không phải để không. Theo đó, Nga đang thiếu khoảng 4,5 triệu lao động trong năm 2023 và dự kiến vẫn sẽ cấp bách trong năm 2024. Báo Izvestia dẫn lời các chuyên gia và nghiên cứu từ Viện Kinh tế học Nga cho biết. Tháng trước, Tổng đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvina Nabilina cho biết, lực lượng lao động suy giảm đang gây ra tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng và đe dọa tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh Nga vẫn phải dành nhiều nguồn lực cho chiến trường Ukraine. Hàng trăm nghìn người Nga đã rời khỏi đất nước từ khi Điện Kremlin triển khai cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong đó có những chuyên gia công nghệ thông tin trình độ cao. Một số người rời khỏi đất nước để tránh phải ra chiến trường. Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đang ở mức thấp lịch sử 2,9%. Izvestia dẫn lời nhà nghiên cứu Nikolai Akapkin cho biết, tình trạng thiếu lao động tăng mạnh trong năm 2022 và 2023. Nhu cầu tuyển tài xế và nhân viên cửa hàng tăng lên mức cao đặc biệt. Theo số liệu chính thức được tờ báo trích dẫn, số lượng vị trí cần tuyển dụng trong toàn lực lượng lao động tăng lên 6,8% vào giữa năm nay, cao hơn mức 5,8% một năm trước đó. Tờ báo dẫn nghiên cứu mới cho biết, nếu chúng tôi sử dụng dữ liệu do Rostat, cơ quan thống kê chính thức thống kê với toàn bộ lực lượng lao động, tình trạng thiếu lao động năm 2023 dự kiến lên tới 4,8 triệu người. Bài viết dẫn phát biểu của Bộ trưởng Lao động Anton Kotikov cho biết, tình trạng thiếu lao động đang xảy ra nghiêm trọng trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng và vận tải, khiến các công ty phải tăng lương để cố gắng thu hút thêm nhân viên. Tờ báo dẫn lời giảng viên Tatiana Zakharova, công tác tại Đại học Kinh tế GV Blankanov, cho biết, tình trạng thiếu lao động có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong năm tới khi số lượng cần tuyển dụng để làm công nhân nhà máy, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên và các ngành nghề khác sẽ đặc biệt khó lấp đầy. Bà cho rằng tình hình nhân khẩu kém và dân số di cư là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu lao động. Trong một diễn biến liên quan, được biết Nga đã cắt giảm các cuộc không kích vào tiền tuyến của Ukraine sau khi lực lượng Kyiv bắn hạ một số máy bay của nước này vào tuần trước, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết, Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết trong một báo cáo hôm chủ nhật rằng, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, đại tá Yuri Inad, tuyên bố vào ngày 24 tháng 12 rằng, lực lượng Nga đã giảm việc sử dụng bom lượng và các cuộc không kích ở miền Nam Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi lực lượng Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 3 máy bay ném bom Su-34 của Nga vào ngày 21 và 22 tháng 12. Các quan chức Ukraine cũng cho biết lực lượng vũ trang của họ đã phá hủy hai máy bay chiến đấu khác của Nga vào đêm Giáng sinh. Trong bản cập nhật ngày Giáng sinh, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng phòng không của họ đã tiêu diệt một máy bay Su-30 và một máy bay Su-34 của Nga. Máy bay Nga thả bom lượng cách mục tiêu tới 60 km, nghĩa là máy bay ít bị ảnh hưởng bởi hỏa lực phòng không Ukraine hơn. ISW cho biết, việc Nga giảm sử dụng bom lượng cho thấy lực lượng Nga lo ngại về khả năng phòng không của Ukraine sau những tổn thất gần đây. ISW dẫn lời nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Masovets ngày 24 tháng 12 cho biết, lực lượng Nga đang hạn chế sử dụng máy bay có người lái gần Crimea, đặc biệt là ở khu vực Tây Bắc Biển Đen. Người phát ngôn lực lượng mặt đất Ukraine Trung tá Volodymyr Fidyo cho biết vào ngày 23 tháng 12 rằng các lực lượng Nga cũng đã giảm việc sử dụng hàng không và tăng cường sử dụng máy bay không người lái tấn công ở khu vực Kubyansk và Bakhmut ở miền đông Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine mô tả các phi công Nga đã tỏ ra tự mãn trước khi lực lượng Kyiv bắn hạ ba máy bay ném bom chiến đấu của Nga vào tuần trước khi chúng cố gắng thả bom phía sau chiến tuyến của Ukraine. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Inat tuyên bố họ tỏ ra tự mãn đến gần hơn và cố gắng tấn công quân đội của chúng tôi bằng bom dẫn đường sâu hơn trong các vị trí phòng thủ. Nhưng khi bạn muốn tấn công và khao khát tấn công, bạn phải bay lại gần hơn. Họ đã mạo hiểm nhưng không thành công. Ukraine không tiết lộ nguyên nhân ba máy bay Nga bị bắn hạ. Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga bày tỏ lo ngại về việc lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ máy bay Nga. Trong đó có một phiên bản lưu ý rằng Kyiv có thể đã sử dụng hỏa tiễn đất đối không MIM-104 Patriot theo ISW, ông Inat ngày 24 tháng 12 cũng tuyên bố rằng lực lượng Ukraine có thể triển khai hệ thống phòng không theo bất kỳ hướng nào, không chỉ ở những nơi lực lượng Nga bị tổn thất máy bay. Căn cứ có binh sĩ Mỹ đóng quân ở miền Bắc Iraq bị tập kích bằng UAV, chưa nhóm nào nhận trách nhiệm trong vụ tấn công. Yahya Rashun, phát ngôn viên phụ trách các vấn đề quân sự của Thủ tướng Iraq ngày 25 tháng 12 cho biết, một máy bay, bay không người lái UAV tập kích căn cứ gần sân bay Erbil ở khu vực miền bắc nước này, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú. Vụ tập kích gây ra một số thương vong, song ông Rasul không cung cấp thêm chi tiết. Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận vụ tập kích UAV nhằm vào lực lượng nước này và đồng minh tại căn cứ ở Erbil. Chúng tôi đang chờ đánh giá thương tích và thiệt hại trong vụ tấn công, quan chức Mỹ cho biết. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq sau đó không lâu tuyên bố phóng một UAV nhằm vào căn cứ gần thị trấn Haria, phía đông bắc Erbil. Căn cứ này cũng có lực lượng Mỹ và đồng minh đồn trú. Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, lực lượng nước này tại Iraq và Syria bị tập kích 103 lần kể từ ngày 17 tháng 10. Phần lớn các vụ tấn công do lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq thực hiện nhằm đáp trả hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel trong chiến dịch tấn công giải Gaza nhằm trả đũa Hamas. Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad, Iraq, đầu tháng 12 bị tập kích rocket. Đây là lần đầu tiên một vụ tấn công kiểu này diễn ra sau khi chiến sự tại giải Gaza bùng phát. Tuy nhiên, chưa bên nào nhận trách nhiệm trong vụ tập kích rocket nói trên. Mỹ đang khai triển khoảng 2.500 quân tại Iraq và khoảng 900 lính ở Syria. Nguy cơ tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ gia tăng khi ngũ giác đại khai triển thêm vũ khí, phương tiện chiến đấu và binh sĩ tới Trung Đông. Lực lượng phòng vệ Iran cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công trên diện rộng nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah vào Chủ nhật, sau khi hàng loạt hỏa tiễn từ Liban nhắm vào nhiều cộng đồng ở miền Bắc Israel. IDF cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công các tòa nhà quân sự, bệ phóng hỏa tiễn và các cơ sở hạ tầng khác của nhóm khủng bố được Iran hậu thuẫn để đáp trả các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn. Họ cũng cho biết họ đã nổ súng để loại bỏ các mối đe dọa tại một số khu vực dọc biên giới các cuộc tấn công xuyên biên giới từ Liban vẫn tiếp diễn kể từ khi nổ ra chiến tranh giữa Israel và Hamas ở giải Gaza vào ngày 7 tháng 10, khi nhóm khủng bố Palestine thực hiện một cuộc tấn công tàn khốc. Trong một vụ việc xảy ra hôm Chủ nhật, một hỏa tiễn chống tăng từ Liban bắn trúng một ngôi nhà ở cộng đồng biên giới Avivim, gây thiệt hại đáng kể nhưng không có thương tích. Không có báo cáo về thương tích vì cộng đồng phần lớn đã được di tản do các cuộc tấn công của Hezbollah đang diễn ra kể từ ngày 7 tháng 10. Iran cho biết họ sẽ không chấp nhận sự hiện diện của Hezbollah dọc biên giới phía bắc sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 của Hamas. Trong đó, hàng nghìn kẻ khủng bố xông vào Iran từ Gaza, giết chết khoảng 1.200 người và bắt cóc hơn 240 người, chủ yếu là dân thường khi Israel phát động một chiến dịch quân sự, bao gồm cả cuộc tấn công trên bộ nhằm tiêu diệt Hamas, loại bỏ quyền lực của tổ chức này ở Gaza và thả các con tin. Nước này cũng đã điều động lực lượng lên phía Bắc để đề phòng Hezbollah bắt chước cuộc tấn công của Hamas. Kể từ ngày 7 tháng 10, các lực lượng do Hezbollah dẫn đầu đã tấn công các cộng đồng và đồn quân sự của Israel dọc biên giới phía Bắc gần như hàng ngày. Nhóm này cho biết họ làm như vậy để hỗ trợ Gaza trong bối cảnh chiến tranh ở đó. Israel đã trả đũa tấn công các địa điểm của Hezbollah và các mối đe dọa an ninh gần biên giới. Hezbollah đã nêu tên 124 thành viên đã bị Iran giết chết trong các cuộc giao tranh đang diễn ra, hầu hết ở Liban, nhưng một số cũng ở Syria. Tại Liban, 16 thành viên khủng bố Palestine khác, một binh sĩ Liban và ít nhất 17 thường dân, trong đó có ba nhà báo, đã thiệt mạng. Thưa quý vị, Đầu tháng này, truyền thông Nga đưa tin ông Putin, người đã nắm quyền trong hơn hai thập niên dù còn ở cương vị tổng thống hay thủ tướng, sẽ tái tranh cử tổng thống với tư cách là một ứng cử viên độc lập. Nếu tái đắc cử thì sắp tới sẽ là nhiệm kỳ thứ sáu của nhà độc tài. Tin tức về việc nhà lãnh đạo Nga ra ứng cử được đưa ra khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, sắp tròn 2 năm. Về điều này, cựu chỉ huy NATO Đô đốc James Stavridis hôm thứ Bảy dự đoán rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có kết cục giống như Nicholas Đệ Nhị Sa Hoàng cuối cùng của nước Nga. Hôm thứ Sáu, truyền thông nhà nước Nga Sputnik dẫn lời Stavridis cho thấy cách NATO công nhận sức mạnh quân sự của Nga vào cuối năm 2023 trong một bài đăng trên X Truyền thông Nga dẫn lời Stavridis nói, nền kinh tế của Putin đang phát triển và quân đội của ông ta đã trở thành những lực lượng phòng thủ có năng lực đằng sau vành đai mìn, rào chắn và xe tăng của họ. Tất cả đều được bảo vệ bằng sức mạnh không quân mà Ukraine không thể sánh bằng. Stavridis, một đô đốc hải quân Hoa Kỳ đang nghỉ hưu, từng là chỉ huy đồng minh tối cao của NATO từ năm 2009 đến năm 2013, trả lời Sputnik hôm thứ Bảy trên X và viết, bạn đã không nhắc nhở những người theo dõi mình, Tôi cũng đã nói trong năm nay rằng Putin đã sát hại Yevgeny Prigozhin, rằng Putin là người bán hàng vĩ đại nhất cho vũ khí và tư cách thành viên NATO từ trước đến nay, bảo Mỹ nghĩ mình là Stalin nhưng cuối cùng sẽ giống như Nicholas Đệ nhị, sa hoàng cuối cùng của Nga. Được biết, Nicholas Alexandrovich Romanov hay Nicholas Đệ nhị thoái vị năm 1917 sau 23 năm cai trị chuyên quyền, Nicholas Đệ nhị và gia đình ông bị xử bắn vào năm 1918. Staridis nói với Newsweek qua email trên Twitter. Putin tiếp tục nắm giữ quyền lực thống nhất ở Nga, nhưng chắc chắn những âm thanh bất mãn đang hiện rõ, từ cuộc nổi dậy Prigozhin đến hàng trăm nghìn nam thanh niên trong độ tuổi quân nhân bỏ phiếu bằng chân và rời bỏ quê hương. Theo thời gian, tôi cho rằng khả năng Putin bị lật đổ như Nicholas đệ nhị sẽ cao hơn khả năng ông ấy gặp một cái chết tự nhiên như Stalin ông ta cần đàm phán để đi đến một kết luận cho sự bất hạnh của mình ở Ukraine để cho phép ông ấy tuyên bố chiến thắng cũng như giữ lấy Crimea và một cây cầu đất liền nối với Nga. Nếu không, tỷ lệ chống lại ông ta sẽ tăng lên không thể tránh khỏi. Theo nghĩa đó, ông ta đã thua trong cuộc chiến. Thưa quý vị, điều đáng sợ bây giờ là trong khi năm 2023 là năm xảy ra cuộc phản công của Ukraine, thì năm 2024 sẽ là năm Nga quay trở lại tấn công trong bối cảnh này, sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine sẽ tiếp tục dao động. Ukraine bước vào năm mới trong tình trạng thiếu đạn dược, tiền bạc và hỗ trợ ngoại giao. Bên dưới những thiếu hụt trầm trọng này còn có một thiếu sót quan trọng khác. Đất nước và những người ủng hộ phương Tây không còn lý thuyết chiến thắng thuyết phục nữa. Trừ khi họ có thể nghĩ ra một giải pháp, sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine sẽ tiếp tục dao động. Tình hình hiện tại hoàn toàn trái ngược với sự lạc quan hồi đầu năm nay hồi đó Kyiv và những người ủng hộ đã có quan điểm rõ ràng về cách có thể đạt được chiến thắng ukraine sẽ tấn công vào mùa xuân và mùa hè chọc thủng phòng tuyến của nga và đe dọa crimea những người bồ câu hy vọng điều này sẽ buộc moscow phải đàm phán hòa bình với những điều kiện được Kyiv chấp nhận phe diều hâu nói về việc tiến hành cuộc chiến ở crimea và đẩy nhanh sự sụp đổ của vladimir putin nhưng cuộc phản công đã thất bại và cả diều hâu lẫn bồ câu đều chưa bao giờ thấy lý thuyết chiến thắng của mình được áp dụng vào thực tế. Bước sang năm 2024, triển vọng sẽ ảm đạm hơn nhiều. Lực lượng Ukraine đã phải phân bổ đạn dược. Cả EU và Mỹ đều đang nỗ lực để đạt được các gói viện trợ quân sự mới. Các nhà lãnh đạo phương Tây thường cam kết hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết. Nhưng Tổng thống Joe Biden gần đây đã sửa đổi điều đó thành miễn là chúng ta có thể nếu không có nguồn tiền mới, vị thế của Ukraine trên chiến trường có thể xấu đi nhanh chóng. Ở Moscow, Putin đã bắt đầu tuyên bố rằng Ukraine sẽ sụp đổ nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Điều đáng lo ngại bây giờ là trong khi năm 2023 là năm Ukraine phản công, thì năm 2024 sẽ là năm Nga quay trở lại tấn công. Kịch bản xấu nhất là nếu viện trợ của phương Tây bị cắt, Ukraine có thể gặp rắc rối nghiêm trọng vào mùa hè ở Bắc Bán Cầu vẫn có nhiều khả năng một gói viện trợ mới của phương Tây dành cho Ukraine sẽ được đồng ý, điều đó đủ để ngăn chặn lực lượng của Putin nếu họ tiếp tục tấn công. Nhưng ngay cả khi cuộc chiến vẫn bế tắc vào năm 2024, thời gian vẫn có thể đứng về phía Nga. Cả Moscow và Kyiv giờ đây đều có thể thấy rằng sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine là rất mong manh và trong khi tổn thất của Nga là khủng khiếp, tình báo Mỹ ước tính rằng 315.000 binh sĩ đã thiệt mạng hoặc bị thương, Ukraine cũng phải chịu tổn thất nặng nề và dân số của nó là dưới 40 triệu so với hơn 140 triệu của Nga. Chính trị trong nước, trên hết là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, đang khiến phần lớn người Mỹ phản đối việc gia hạn viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, sau thất bại của cuộc phản công, người ta cũng thực sự hoài nghi về triển vọng của Ukraine. Nếu không có một lý thuyết chiến thắng đáng tin cậy, áp lực buộc Ukraine phải đàm phán với Nga sẽ tăng lên. Người Ukraine có thể đạt được một thỏa thuận, ngay cả khi nó liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ nếu họ tin tưởng rằng nga sẽ tuân thủ thỏa thuận đó nhưng các quan chức ukraine có thể chỉ ra một loạt thỏa thuận mà putin đã ký kết và sau đó bị phá vỡ họ tin rằng bất kỳ sự ngừng chiến nào sẽ chỉ được coi là cơ hội để nga tái vũ trang một giải pháp thay thế cho một thỏa thuận chính thức giữa nga và ukraine có thể là việc đóng băng cuộc xung đột trên thực tế trong kịch bản này ukraine sẽ chuyển sang thế chủ yếu là phòng thủ và ngăn chặn những bước tiến xa hơn của nga cuộc chiến sẽ không bao giờ dừng lại hoàn toàn nhưng nó sẽ giảm dần một tình huống trung gian đâu đó giữa một cuộc xung đột đã được đóng băng và một hiệp ước hòa bình chính thức sẽ là một hiệp định đình chiến hai bên sẽ đồng ý về việc chấm dứt chiến sự mà không giải quyết bất kỳ vấn đề chính trị cơ bản nào mô hình ở đây sẽ là sự kết thúc của chiến tranh Triều Tiên và sự phân chia bán đảo thành Bắc và Nam Triều Tiên. Mô hình của Hàn Quốc cũng chỉ ra một lý thuyết mới về chiến thắng dành cho Ukraine. Một khi cuộc chiến ở Triều Tiên dừng lại, người Hàn Quốc có thể tập trung vào việc xây dựng lại nền kinh tế của mình với thành công to lớn. Điều quan trọng là Ukraine vẫn có quyền tiếp cận Biển Đen và kiểm soát cảng Odessa. Nước này cũng đã được bật đèn xanh để bắt đầu đàm phán gia nhập EU. Điều này cần được kết hợp với nhiều viện trợ tài chính và kỹ thuật hơn để bắt đầu quá trình xây dựng lại nền kinh tế. Ngay cả một số người phương Tây ủng hộ Ukraine nhiệt thành nhất hiện nay cũng đang nói về sự cần thiết của việc Kyiv phải chấp nhận một cuộc xung đột đóng băng và tuyên bố chiến thắng. Một cựu quan chức Mỹ nói, chúng ta phải lật lại câu chuyện và nói rằng Putin đã thất bại. Chắc chắn đúng là Nga đã làm điều tồi tệ hơn trong nhiều cuộc chiến này và Ukraine còn làm tốt hơn nhiều so với hầu hết các nhà phân tích dám hy vọng vào tháng 2 năm 2022 khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu. Người Nga đã bị đánh bại một cách nhục nhã trong trận chiến ở Kyiv. Putin đã hy sinh hàng trăm ngàn mạng sống chỉ để giành được những lãnh thổ nhỏ bé và Nga lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ hầu như không còn có đồng minh nào ở lục địa châu Âu ngược lại ukraine hiện nhận được sự ủng hộ và tôn trọng quốc tế ở mức độ chưa từng có đất nước cũng đã phải trả giá đắt trong cuộc chiến này nhưng vị thế là một quốc gia độc lập với nền văn hóa và bản sắc đáng tự hào của riêng mình sẽ không bao giờ bị xóa bỏ nữa trong bước tiến vĩ đại của lịch sử đó là một chiến thắng thực sự có giá trị Trong một diễn biến khác, thưa quý vị, các lực lượng tiền tuyến của Ukraine ngày càng lo lắng về việc nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược đang ngày càng cạn kiệt và có dấu hiệu cho thấy cam kết của các đối tác quốc tế đang bị suy giảm, theo nhiều quan chức quân sự cấp cao Ukraine. Quân đội Ukraine lo ngại lực lượng Nga có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của nước này và bảo đảm chiến thắng cho Nga trong vài ngày nếu Mỹ không cam kết viện trợ nhiều hơn với giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra và các cuộc tấn công hàng giờ nhằm vào thị trấn công nghiệp trọng điểm ajivka bất chấp mùa đông khắc nghiệt của đất nước đang bắt đầu đó là một tình huống rất khó khăn nhưng những người thuộc lực lượng phòng thủ đang giữ vững lập trường của mình người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của ajivka vitali barabas nói trong cuộc phỏng vấn với the independent Tổng thống Ukraine Zelensky đã tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ nhiều hơn từ các đồng minh trong những ngày gần đây, kiên quyết bác bỏ ý kiến cho rằng Ukraine sắp thua cuộc khi bị chất vấn tại cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài vào thứ Ba. Nhưng với việc Quốc hội Mỹ không đồng ý ngay cả một gói viện trợ nhỏ hơn cho Ukraine hoặc cứu trợ tạm thời trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ, các chỉ huy tiền tuyến Ukraine đã có những cảnh báo cấp bách về tình hình đất nước nếu không có viện trợ. Barabas nói rằng nếu viện trợ của Mỹ bị dừng lại, điều đó sẽ dẫn đến tổn thất to lớn cho binh lính và dân thường địa phương. Ông nói, tuyến phòng thủ có thể thay đổi và nó sẽ dẫn đến những tổn thất nặng nề, giống như khi bắt đầu một cuộc chiến tranh toàn diện. Barabas cho biết, giao tranh ở Ajivka hiện rất nóng và Ukraine cần khẩn cấp thêm nguồn cung cấp nếu muốn giữ vững thị trấn, chứ đừng nói đến việc giành chiến thắng chung cuộc. Kẻ địch đang dùng ép từ gần 16 hướng dọc theo tuyến phòng thủ Ajivka. Nhà máy hóa chất Ajivka, Noke và hướng Stepove là những nơi quan trọng nhất cho cuộc tấn công của họ. Và tất nhiên là hướng Povomaiske, Opitne, Vodiane, nơi họ cố gắng tiến vào từ hai bên sườn. Dmitry Lazutin, người phát ngôn của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 của Ukraine, đang trấn giữ vùng ngoại ô phía bắc Ajivka, nói rằng, không có gì bí mật khi nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây là thứ đã cho phép quân đội của ông chống lại sự tấn công dữ dội từ Nga. Tất nhiên, viện trợ của phương Tây có tầm quan trọng rất lớn, ông nói với The Independent. Lữ đoàn của chúng tôi chiến đấu chủ yếu bằng thiết bị của phương Tây. Chúng tôi có xe tăng Bradley, chúng tôi có pháo tự hành Paladin và đạn dược dành cho chúng là rất quan trọng để quân đội của chúng tôi chiến đấu hiệu quả. Lazukin cho biết, Ukraine đang phải đối mặt với một kẻ thù áp đảo về số lượng ở Ajivka. Ông chỉ ra số liệu tình báo Mỹ được giải mật cho thấy, Nga đã mất 13.000 binh sĩ trong cuộc chiến giành Ajivka chỉ kể từ đầu tháng 10. Một chỉ huy cấp cao khác của Ukraine phát biểu với điều kiện giấu tên cho biết, lực lượng phòng thủ ở Ajivka chỉ có đủ đạn dược để cầm cự ở các vị trí hiện tại, nhưng không đủ để khiến Nga dừng lại nếu tình hình căng thẳng. Đến với những diễn biến mới nhất trên mặt trận giao tranh, thông tin chiến sự Ukraine mới nhất ngày 25 tháng 12 cho biết, tổng cộng Nga đã tiến hành 11 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn, 34 cuộc không kích, cũng như 62 cuộc tấn công từ hỏa tiễn hệ thống phóng loạt vào các vị trí của lực lượng và khu định cư Ukraine trong 24 giờ qua. Các cuộc không kích đã được tiến hành nhằm vào các khu định cư Leonivka và kuti tỉnh Chadehiv, Sinkivka, tỉnh Kharkov, rừng Sarabiransk, tỉnh Luhansk, và Heohivka và Novo tỉnh Donetsk. Khoảng 100 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkov, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson và Mykolai đã bị quân Nga tấn công bằng pháo binh. Trong khu vực trách nhiệm của nhóm chiến lược tác chiến Pinnitz miền Bắc trên mặt trận Volin và Polisia, tình hình tác chiến vẫn không thay đổi. Trên mặt trận Siversk và Slobohanchina, người Nga đang duy trì sự hiện diện quân sự của họ ở các khu vực biên giới, tiến hành các hành động phá hoại tích cực nhằm ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí của lực lượng vũ trang Ukraine tới các mặt trận dễ bị tổn thương, cũng như làm tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới bang với tỉnh Belgorod của Nga. Trong khu vực trách nhiệm của nhóm chiến lược hoạt động Cortesia trên mặt trận Kyivanskoye, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công của Nga gần khu vực định cư Sinkivka ở Kharkiv Oblast, nơi người Nga đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine, nhưng không có kết quả. Trên mặt trận Liman, quân Nga không tiến hành bất kỳ hoạt động tấn công nào. Trên mặt trận Bakhmut, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Bonadivka, Ivanivske. Klitschivka và Andriivka ở tỉnh Donetsk. Trong khu vực trách nhiệm của nhóm chiến lược tác chiến Tavria trên mặt trận Ajivka, các lực lượng Ukraine đang tiếp tục ngăn chặn những người Nga đang cố gắng bao vây thành phố Ajivka. Lực lượng phòng vệ đang tổ chức phòng thủ và gây ra tổn thất đáng kể cho quân Nga. Lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công của quân Nga ở phía đông Novo Stepove và Ajivka và 15 cuộc tấn công gần Sivine, Povomaiske và Nevelske ở tỉnh Donetsk. Trên mặt trận Marienka, lực lượng phòng vệ tiếp tục ngăn cản quân Nga gần các khu định cư Marienka và Novo ở tỉnh Donetsk, nơi họ đã đẩy lùi 4 đợt tấn công. Trên mặt trận Zaporizhia, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của Nga gần khu định cư Robotine và phía tây bắc Verbove ở tỉnh Zaporizhia. Trong khu vực trách nhiệm của nhóm chiến lược tác chiến Odessa trên mặt trận Kherson, lực lượng Ukraine tiếp tục mở rộng đầu cầu. Theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, bất chấp tổn thất đáng kể, quân Nga vẫn cố gắng đẩy các đơn vị Ukraine ra khỏi vị trí của họ. Trong vòng 24 giờ qua, quân Nga đã tiến hành 17 hành động tấn công và bị để lùi rút lui. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục gây tổn thất cho quân Nga về nhân lực và trang thiết bị quân sự, khiến họ kiệt sức dọc chiến tuyến. Trong 24 giờ qua, máy bay của lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào 18 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga và 5 hệ thống phòng không của Nga phòng không Ukraine đã phá hủy một hỏa tiễn không đối đất KH-59 và hai UAV trinh sát của Nga. Lực lượng hỏa tiễn và pháo binh Ukraine đã tấn công 6 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga, một trạm radar, hai hệ thống pháo binh, ba điểm lưu trữ đạn dược và một sở chỉ huy của quân xâm lược. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grand kêu gọi phương Tây ngăn chặn Ukraine thua trong cuộc chiến với Nga trong bối cảnh thế giới đang bị đe dọa bởi một kỷ nguyên độc tài và chuyên chế. Theo đó, trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times, Sharps đã đáp lại những tuyên bố về sự mệt mỏi của phương Tây sau cuộc chiến ở Ukraine và cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với thế giới nếu nhà độc tài Nga Vladimir Putin giành chiến thắng. Chúng ta có nguy cơ rơi vào một kỷ nguyên mà chúng ta cho phép những kẻ độc tài và chuyên quyền nắm quyền, và điều này cực kỳ nguy hiểm. Hầu như không có cái giá nào mà chúng ta không sẵn sàng trả hôm nay để ngăn điều này xảy ra vào ngày mai, Bộ trưởng Anh nói theo ông kranjav chi tiêu quốc phòng ở anh và phương tây nói chung là không đủ để ngăn chặn mối đe dọa từ sự trỗi dậy của nga ông nhấn mạnh thế giới phải nhận ra rằng không thể thoát khỏi ngân sách quốc phòng thời chiến tranh lạnh vì sự thịnh vượng không thể đạt được bằng cách cắt giảm các nhu cầu quốc phòng cơ bản nếu chúng ta cho phép putin giành chiến thắng trong cuộc chiến này bằng cách kéo dài nó ra và bằng cách nào đó ông ta thắng bằng cách làm kiệt sức những người khác thì chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả và hậu quả sẽ vô cùng khó khăn đối với châu Âu, nước Anh và thế giới. Lý do tại sao tôi muốn nói rằng chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra khi những kẻ độc tài diễu hành khắp châu Âu, ông giải thích. Bộ trưởng Anh nói thêm rằng, hậu quả từ chiến thắng của Putin có thể không chỉ ở châu Âu mà còn ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và các nơi khác. Đó là lý do tại sao, như Sáp nhấn mạnh, thế giới văn minh không thể không giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới của The Saigon Post ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.